Trong thời đại ngày nay, người ta thường nói về áp lực tài chính và áp lực về năng lực quá nhiều mà vô tình bỏ quên sự nguy hiểm của áp lực nhan sắc, đặc biệt là ở khu vực châu Á. Từ bao giờ, những cô gái trẻ không còn xem dáng hình tròn trịa, khuôn mặt đầy đặn phúc hậu và hàm răng khểnh là những nét đẹp nữa? Từ bao giờ, họ sẵn sàng chịu đau với cái giá đắt đỏ để có được nét đẹp vừa lòng xã hội? Thứ áp lực nhan sắc ấy có đáng để họ đánh đổi hay không? Đó là những trăn trở của tác giả Lê Vi Nguyễn trong bài viết Áp lực nhan sắc châu Á, hàng thật hay giả và những đau đớn, nguy cơ chưa kể, được đăng tải trên website của Spyroom. Và đây cũng là một góc nhìn đáng suy ngẫm mà Spyroom muốn đưa đến bạn để chúng ta cùng thảo luận. Trước khi bắt đầu video thì chúng mình muốn lưu ý rằng Spyroom đăng tải quan điểm của tác giả nhưng không nhất thiết đồng tình với quan điểm đó. Hy vọng các bạn tiếp nhận với tinh thần khai phóng. Xin cảm ơn. Còn bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu bài viết thôi nào. Phần 1. Sự nảy mầm của những định kiến. Bản thân tôi là một người rất thích chiêm ngưỡng nhan sắc của giới nữ vì tôi là nam. Từ lúc còn học sinh, tôi đã ngồi chăm chú trước chiếc TV truyền hình chảo. Ngoài xem mấy bộ phim hoạt hình thiếu nhi hay phim tài liệu khoa học, thì tôi thích xem nhất những chương trình về người mẫu, phim truyền hình Hàn Quốc. Lên trường thì ngồi lê đôi mắt với đám con trai, bàn về bạn nữ nào trong lớp xinh nhất, bạn ấy có xinh hơn bạn nữ nọ lớp bên cạnh không, hay bạn ấy sẽ là hoa khôi trường năm này hay không. Lớn hơn thì tôi có internet, thế là tôi dán chặt mắt vào cái màn hình. Trừ game ra thì trong lịch sử tìm kiếm của tôi chỉ có tìm kiếm về vẻ đẹp của con gái. Nhưng chỉ cũng dừng lại ở đó như một thú vui nhỏ, như sưu tập tem. Tôi không bình phẩm gì cả về những bạn nữ có ngoại hình kém duyên hơn, vì hồi đó tôi cũng biết tôi xấu mà chê quỷ hơn. Việc phẫu thuật thẩm mỹ thì tôi mới đầu không ủng hộ lắm, nhưng sau này tôi suy nghĩ lại. Như việc sinh ra trong nghèo khổ không có nghĩa là bạn phải sống với sự nghèo khổ, mà ở đây là bề ngoài kém duyên đó cả đời. Có điều là đầu những năm 2010 mấy thì ở Việt Nam phẫu thuật thẩm mỹ chưa phổ biến lắm. May ra những gì tôi biết là chuyện phẫu thuật thẩm mỹ của những cô ca sĩ K-pop có khuôn mặt na ná nhau. Bạn tôi hay vỗ đùi đen đét cười hả hả kêu sao tụi này giống nhau thế, như từ một tay bác sĩ nặng ra, giống nhau y xì như được nhân bản từ gương thần kỳ của Doraemon. Lúc đó do chưa có nhiều thay đổi về mặt suy nghĩ, tôi cũng hùa theo. Nhưng trong những năm gần đây, người người nhà nhà bắt đầu đổ xô đi phẫu thuật thẩm mỹ, vẻ đẹp sau phẫu thuật thẩm mỹ bắt đầu được chấp nhận phổ biến. Thế thì chẳng có gì để nói, nhưng vấn đề mà tôi thấy ở đây là kèm sự phát triển của dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ đó là nạn miệt thị ngoại hình hay body shaming ngày càng phổ biến. Chẳng biết có phải do nhu cầu sắc đẹp mọi người tăng quá nhanh hay không mà người ta không ngừng chê bai các bạn nữ mà trước đây vài năm được cho là vẻ đẹp ở mức bình thường hay văn học hơn là vẻ đẹp thuần túy của phụ nữ Việt. Những nét đẹp đó bây giờ đã trở thành những câu chê bai như da đen quá, dư mỡ chỗ này, lông chỗ kia nhiều quá, sao mụn nhiều vậy em, và phía trước trông như bức tường. Phẫu thuật thẩm mỹ, các bạn nữ làm thế là vì ai? Vì bản thân họ? Có hẳn là thế không? Có phải do bị chê xấu không? Có phải do bị body shaming không? Tại sao phải đua nhau da trắng kem trộn, môi cong sưng húp, mắt to mở rộng, sống mũi dọc dừa, mặt gọt vi lai, ngực tấn công, mông phòng thủ thì mới chuẩn đẹp? Nét đẹp này là của Tây hay của Á, của Trung hay của Hàn? Có phải của ta không? Nhà thơ người Mỹ Maya Angelou đã từng nói, đã đến lúc các bậc phụ huynh nên dạy người trẻ từ sớm rằng trong sự đa dạng thì tồn tại cái đẹp và sức mạnh. Và theo tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, khi người ta bỏ cái riêng, cái độc đáo của mình để phục tùng uy quyền của chuẩn đẹp, ranh giới giữa cái giả và cái thật, giữa cái thực và cái nhân tạo bị xóa nhòa. Phần 2. Cơ thể giả, khát vọng thật. Chẳng biết từ khi nào mà mấy chủ đề về phẫu thuật thẩm mỹ lại thành content kiếm tiền của những show truyền hình rẻ tiền. Và chủ đề về vẻ ngoài, đời tư của sao thì luôn là một miếng mồi cực kỳ ngon nghẻ cho giới truyền thông, từ TV tới báo mạng. Ai sửa gì, sửa ở đâu, sửa nhiêu tiền, có bị thô chỗ nào không, cân đối chưa, nhìn có thật không, vân vân và mây mây. Người dùng thì lại bị đánh lừa bởi những thứ hào nhoáng, những bức ảnh được chỉnh sửa nhiều lần. Dần dà ai cũng tin là phải đẹp, phải hoàn hảo như tượng tạc ra. Chúng ta thậm chí còn lừa lẫn nhau trên mạng xã hội bằng những ứng dụng chụp ảnh tự động chỉnh sửa, tẩy xóa. Tư tưởng phẫu thuật thẩm mỹ như một thành tựu, như một điều gì thành công tương tự nhà lầu, xe hơi, iPhone XS, hai con, một chồng, cần đạt được đã tiêm nhiễm vào chúng ta như thế nào với những tài trợ để gây từ thiện của những doanh nghiệp. Trích cuốn Bức xúc không làm ta vô can của tiến sĩ Đặng Hoàng Giang. Phiên bản mới nhất của câu chuyện từ lọ lem thành công chúa mang tên Thay đổi cuộc sống, Change Life, một chương trình truyền hình thực tế do VTV2 phối hợp với kênh truyền hình Raum Hàn Quốc thực hiện,
Với mục đích từ thiện, chương trình chọn 11 ứng viên trẻ có ngoại hình xấu xí, 10 người trong đó là nữ, trong số 700 hồ sơ gửi về và đưa họ sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí với chi phí 50.000 USD một người trong thời gian 3 tháng. Báo chí và khán giả nghi ngút với những 11 sự lột xác ngoạn mục, sự phù phép khó tin và sự thay đổi kỳ diệu. Nhiều người đánh giá những chương trình truyền hình thực tế này là tiếng súng mở màn cho trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ tại Việt Nam trong thời gian tới. Chúng ta đang chứng kiến một sự chuyển dịch trong quan điểm của công chúng vì chương trình Thay đổi cuộc sống đã được đề cử giải VTV Awards năm 2015 chỉ sau 2 tháng lên sóng. Phẫu thuật thẩm mỹ đang được diễn giải và quảng bá như một chìa khóa để giải phóng bản thân và chạm tới hạnh phúc. Bạn có một gã chồng dở hơi, thay vì bỏ hắn, hãy đi nâng cấp khuôn mặt của mình. Tôi thầm nghĩ về chương trình này, nước đi hay đấy. Đó là cách thâm nhập thị trường rất thông minh, mở mang tầm mắt cho tôi, một sinh viên kinh tế, nửa mùa là công nghệ thông tin. Mấy bài học trên trường ít khi cho tôi cảm giác như thế. Có thể nói giờ đây, nhiều người sẽ coi phẫu thuật thẩm mỹ là quá trình lột xác như được rửa tội đầu thai và những y bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ là người đem lại hạnh phúc cho bạn như Chúa Trời. Chúng ta có một ngành công nghiệp tiền tỷ đô la, đóng góp GDP, kinh tế tăng trưởng các thứ. Vẫn trích từ bức xúc không làm ta vô can. Nhà phẫu thuật không còn là bác sĩ chữa bệnh nữa, mà trở thành người cung cấp dịch vụ, gọt đẽo một cơ thể khỏe mạnh với hứa hẹn đem tới hạnh phúc cho khách hàng. Giống bất cứ lĩnh vực kinh doanh nào khác, ngành công nghiệp giá trị 20 tỷ đô la này, ngành công nghiệp còn lớn hơn công nghiệp khiêu dâm sẽ tìm mọi cách để nguồn khách hàng không chấm dứt. Kiếm được nhiều tiền thì hay đấy, nhưng mà hình như có gì đó không đúng. Hình như chúng ta đang kinh doanh trên nỗi sợ và bất an của lẫn nhau. Trong kinh tế học và truyền thông gọi là chiến lược tiếp thị dựa trên nỗi sợ của khách hàng. Có phải thật sự là bạn muốn mình có vẻ đẹp tiêu chuẩn như Tây? Có phải bạn muốn thay đổi hình hài mà ba mẹ bạn đã trao cho bạn từ thuở lọt lòng và bạn đã gắn bó với nó bấy lâu nay? Đôi khi đứng trước gương và tự nhủ sẽ yêu thương bản thân mình. Có phải từ thâm tâm của bạn hay không? Hay vì một lý do nào khác? Khái niệm cái đẹp trước đây vốn mơ hồ và tốn bao giấy mực của những nhà thơ, nhà văn, tranh cãi mà vẫn chưa rõ, thì nay có phải đã được định hình bởi ai không? Có phải vì những lời chê bai? Có phải do sợ mất cơ hội, khi mà nhân viên tiếp tân cũng phải cởi bỏ quần áo để kiểm tra 3 vòng rồi mới được nhận làm? Tôi không phủ nhận là tận dụng nỗi sợ hãi đã có nhiều công dụng cho xã hội. Tiêu biểu như giáo dục. Giáo dục cần sự sợ hãi, nhưng nên dừng lại ở một mức hợp lý và mục đích đúng đắn. Khi truyền thông dựa trên nỗi sợ hãi được thực hiện một cách táo bạo và có đạo đức, phương pháp này sẽ mang lại kết quả lớn hơn việc khuyến khích mua sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp đó. Nó có thể khuyến khích mọi người thay đổi tích cực, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn. Một chiến dịch truyền thông dựa trên nỗi sợ hãi được xem là có đạo đức khi nó kêu gọi ý thức cộng đồng một cách đúng đắn. Ví dụ như để tuyên truyền người Việt phải đội mũ bảo hiểm khi lái xe máy tham gia giao thông, Quỹ phòng chống thương vong châu Á đã đưa ra nhiều video hay các app phích quảng cáo kể những câu chuyện, những hình ảnh thương tâm về tai nạn chết người xảy ra nếu không đội mũ bảo hiểm hoặc sử dụng mũ bảo hiểm kém chất lượng. Kết quả là sau một thời gian, nhiều người từ chỗ không có thói quen đội mũ bảo hiểm thì đã xem mũ bảo hiểm là người bạn đồng hành không thể thiếu khi tham gia giao thông. Chiến dịch truyền thông dựa trên nỗi sợ hãi nhằm đánh vào ý thức con người như trường hợp này, theo người viết, là đúng đắn và có đạo đức. Phần 3. Những nỗi đau tiềm ẩn sau vẻ đẹp chuẩn Tây. Nhà văn, nhà báo người Pháp Albert Camus từng nói, vẻ đẹp khiến ta không thể chịu đựng được, đẩy chúng ta đến tuyệt vọng, cho chúng ta một phút thoáng qua của sự vĩnh cửu, thứ chúng ta muốn chìm đắm cả đời người. Những nỗi đau này bao gồm nỗi đau về mặt thể xác và nỗi đau về mặt tinh thần, vật chất. Vậy thì, phần thể xác có những nỗi đau tiềm ẩn nào? Thứ nhất, tụ máu. Tụ máu giống như một vết bầm lớn, đau đớn, một túi máu nằm trong người bạn. Nó xảy ra trong 1% các thủ tục nâng ngực. Đây cũng là biến chứng phổ biến nhất sau khi căng da mặt, xảy ra ở trung bình 1% bệnh nhân. Thứ hai, hiện tượng tiết dịch. Đây là thuật ngữ chuyên môn để nói về hiện tượng tiết dịch trong cơ thể, nhất là từ vùng rốn, vùng bụng. Bởi vậy, khi phẫu thuật người ta thường áp dụng ống dẫn dịch ra ngoài nhưng vẫn không khắc phục hết, xảy ra ở 15-30% bệnh nhân. Thứ ba, mất máu. Mất máu không kiểm soát được có thể dẫn đến giảm huyết áp với kết quả có thể gây tử vong. Mất máu có thể xảy ra trong khi trên bàn mổ nhưng cũng có thể bên trong và sau khi phẫu thuật. Ngoài ra còn có, nhiễm trùng chiếm 1,1-2,5% ở phẫu thuật ngực. Tổn thương thần kinh, 15% tổn thương phần kinh núm vú vĩnh viễn. Huyết khối tĩnh mạch sâu và tắc mạch phổi 0,09%. Tổn thương nội tạng do hút mỡ, sẹo 1-3,7% ở bụng. Biến chứng gây mê có thể xảy ra bao gồm nhiễm trùng phổi, đột quỵ, đau tim và tử vong. Nỗi đau thứ hai đó chính là những nỗi đau về tinh thần và vật chất. Nhà nữ quyền Naomi Wolf đã có viết,
Thời đại phẫu thuật thẩm mỹ phá hủy sự may mắn khôn cùng này của cô. Nó bẻ nhỏ món quà cô được trao, một cơ thể đầy cảm nhận và sức sống, một khuôn mặt của riêng mình, thành những bộ phận phế phẩm. Nó khiến cô coi sự may mắn suốt đời mình là một sự nguyền rủa suốt đời. Tổn thương về mặt vật chất có thể kể tới chi phí đắt đỏ mà phẫu thuật thẩm mỹ yêu cầu. Người Mỹ đã chi hơn 16,5 tỷ đô la cho phẫu thuật thẩm mỹ chỉ riêng trong năm 2018. Về mặt tinh thần, mặc cảm ngoại hình là một trạng thái tâm lý tiêu cực, trong đó đối tượng thể hiện sự chú ý và lo âu quá mức đến khiếm khuyết nhỏ nào đó trên cơ thể mình, chẳng hạn như sẹo trên mặt, mũi không cao, tóc thưa, v.v. Thậm chí, ngay cả khi khiếm khuyết đó không tồn tại. Một số tổn thương khác có thể là thời gian để phục hồi sau phẫu thuật là từ 2-3 tuần. Trầm cảm sau phẫu thuật, nó có thể không phải là trường hợp bạn không thích bản thân mới của mình, nhưng bạn đơn giản là không quen với nó. Điều này đôi khi có thể gây khó chịu và gây ra sự bất an. Phản ứng của người khác. Nếu bạn là một người quan tâm đến ý kiến của người khác, phẫu thuật thẩm mỹ có thể không dành cho bạn. Người thân và bạn bè của bạn có thể có phản ứng xấu với bạn khi phẫu thuật thẩm mỹ. Trong tiểu thuyết không tưởng Thế giới mới tươi đẹp của tác giả Aldous Huxley, một thế giới tiêu chuẩn được tạo ra bởi những nỗi sợ hãi của con người. Họ không được sống thật với mong muốn của mình, bởi vì từ trong phòng ấp phôi thai, họ đã được tôi luyện để sống theo chuẩn xã hội quy định. Nếu sống khác đi, những người khác sẽ kinh tởm, đẩy họ ra hoàng đảo, và chính họ cũng sẽ kinh tởm họ trước khi những người khác kịp kinh tởm họ. Một xã hội được tạo ra để tiêu pha, hoang lạc. Đối với tôi cũng có cảm tưởng xã hội chúng ta đang trên đường quá độ, tiến tới viễn cảnh như thế. Mặc dù giờ vẫn ế không ai thèm ngó ngàng, nhưng tôi vẫn muốn gửi đến người con gái của tôi sau này nói riêng và các bạn nữ nói chung là tôi mong cô ấy và các bạn ấy cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với cơ thể của mình, có thể là bằng việc họ chọn phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng tôi mong rằng quyết định đầy khó khăn và sự thay đổi cả đời đó, với nhiều đau đớn và đánh đổi cả đời đó, là đến từ tận sâu thẳm đáy lòng của cô ấy khao khát như thế, chứ không phải đến từ những định kiến của một xã hội hiện đại được nuôi dưỡng bởi những mục đích trục lợi xấu xí. Nói về áp lực nhan sắc này, một số comment dưới bài viết gốc của tác giả Lê Vi Nguyễn đồng ý rằng ngày nay ngoại hình là thứ càng được chú trọng. Chính vì vậy mà một số người cho rằng phẫu thuật thẩm mỹ cũng trở nên phổ biến hơn, nhưng điều đó không sai khi họ chọn làm vậy vì bản thân họ. Và vì thế, hãy yêu mến họ vì con người, chứ đừng vội vàng kết luận qua vẻ ngoài. Và cuối cùng, theo bạn Mihangu, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng giả dược chính là việc tự động viên, thuyết phục bản thân mình rằng mình là một người xinh đẹp vì chính mình. Như vậy, không cần sự can thiệp đau đớn nào, chúng ta vẫn có được sự tự tin và thấy mình đẹp hơn mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên subscribe kênh để chúng ta cùng gặp nhau nhiều hơn trong các lĩnh vực từ ngành kinh tế, tài chính cho đến lịch sử, văn hóa, xã hội nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye!